Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm bánh bánh mì phô mai Brazil cho con mình ăn, rồi mình sẵn mình chia sẻ đến các bạn luôn. Bởi vì cái món bánh này nó rất là ngon các bạn. Các bạn mà đã ăn rồi là bảo đảm các bạn sẽ không ngừng đâu. Nó ngon lắm, nó dai, nó béo, mà lại khá là lần đầu tiên mình ăn cách đây mười mấy năm ở trong nhà hàng Brazil mà mình không thể nào mình quên được nó. Và mình phải tìm công thức để mà mình làm mình ăn cho tới bây giờ đó các bạn. Và sau đây là cách làm của mình. Và đầu tiên đó là mình làm nóng lò trước 180 độ C nhé. Sau đó thì mình sẽ đi nấu sôi sữa hỗn hợp sữa với lại dầu ăn. Sữa là mình có 400 ml sữa, dầu ăn là 180 ml. Mình nấu sôi lên. Khi mà nó sôi rồi thì các bạn tắt lửa. Cái phần bột ở đây đó là mình có là 800 g bột năng và một muỗng cà phê muối. Cái công thức này là công thức mình làm hơi nhiều, nếu các bạn thích thì các bạn làm một nửa thôi nhé. Rồi sau đó mình đổ cái phần mà sữa với lại dầu ăn đang sôi đó, các bạn đổ vô cái phần bột, xong rồi các bạn bỏ vô máy các bạn trộn. Nếu mà các bạn không có cái máy trộn bột như vậy thì các bạn có thể dùng máy đánh trứng cầm tay cũng được nha các bạn. Tại vì cái lúc này nó nóng lắm, các bạn không có nên dùng tay làm nha. Mình trộn ở cái số trung bình thôi các bạn. Mình trộn cho nó đều đều lại chút xíu rồi. Cái bắt đầu bây giờ mình cho vô đây á, là khoảng 4 cái trứng nhỏ, là cỡ 160 g trứng không vỏ đó các bạn. Ba cái nhỏ hoặc là 4 cái trứng lớn. Xong mình cho vô mình trộn luôn. Cái bánh này làm rất là đơn giản các bạn. Không có gì phức tạp hết, mình cho vô mình trộn. Mình trộn một hồi là nó sẽ đều. Nó đều hết, nó không có còn cái lởn cợn bột nữa. Thì lúc này mình cho cái phần phô mai vô. Một loại phô mai sợi và một loại phô mai bột. Nếu mà các bạn dùng một loại thì các bạn nên dùng loại phô mai bột đó đó, color parmesan cheese á, cái loại đó đó. Là mình dùng 400 g phô mai, mỗi loại là 200 ha. Nếu mà cái hỗn hợp lên rồi xong thì nó hơi lỏng lỏng gì không sao nha các bạn. Xong rồi các bắt đầu các bạn cho cái phần phô mai vô, các bạn trộn tiếp. Các bạn trộn cho đến khi nó đều là được rồi. Nó có còn lởm nhởm, cái phô mai nó có không tan đều trong bột cũng được, cũng không có sao nha các bạn. Khi mà các bạn nướng ra cái nó có cái mục 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 giống như là một mụn vậy đó thì cũng không sao nha. Cái đó nhìn nó càng hấp dẫn hơn, không có gì hết. Khi mà các bạn trộn xong mà cái bột của mình á, nếu mà nó không có được như vậy á, nó có thể nó lỏng hơn thì các bạn phải cho thêm một chút bột vô nữa, chứ đừng có để cái hỗn hợp nó lỏng quá thì các bạn khó làm nhé. Nhưng mà bột á, thì nó phải ướt ướt, nó không quá đặc thì ra bánh thì nó sẽ ngon hơn, nó không có bị khô nha các bạn. Rồi xong rồi mình sẽ bỏ vô cái khuôn. Mình ở đây thì mình có mấy cái khuôn làm bánh cupcake, mà khuôn bánh cupcake nhỏ xíu đó các bạn. Thì mình dùng thì công thức này mình làm được 3 khuôn lớn và một khuôn nhỏ. Còn không á, thì các bạn không có khuôn này thì các bạn ve tròn viên nhỏ nhỏ vậy đó, rồi các bạn bỏ vô lò các bạn nướng thôi. Đơn giản ha. Nhà ít thì mình làm nửa công thức thôi, còn nhà đông người thì mình làm gấp đôi. Các bạn làm cái này rất là nhanh, có tiệc tùng làm cái này ra là ăn là hết lẹ lắm các bạn ơi. Rồi xong mình làm xong rồi, lúc này thì lò cũng đã nóng đủ rồi đó các bạn. Rồi thì các bạn bỏ vô các bạn nướng. Các bạn làm lò nướng lớn thì các bạn bỏ hai ba mẻ vô các bạn nướng một lúc luôn. Còn cái này mình dùng cái lò nướng nhỏ cho nên một lần mình nướng có một khay như vậy thôi. Mình nướng ở cái nhiệt độ là 375 độ F và 180 độ C trong vòng 15 phút. Từ 12 cho tới 15 phút là được ha, nó vàng là được rồi. Đừng có để cho nó vàng quá, nó sẽ bị dày cái vỏ đó các bạn. Thì khoảng chừng sau 10 phút thì các bạn trở cái khuôn nếu mà cần cho nó vàng đều đó các bạn. Khi mà các bạn nướng xong rồi đó thì các bạn lấy ra rồi các bạn bỏ cái khuôn khác vô, các bạn nướng cho đến khi hết là được nhé. Nhưng mà mình tuyệt đối là trong 10 phút đầu là các bạn không được mở cái cửa lò ra nha các bạn.
cái bánh này á, nó còn phải có cái nhiệt, phải nóng một chút để cho cái bánh nó phồng lên đó các bạn. Đây là thành phẩm của mình đó các bạn. Khi mà thành phẩm ra mới ra lò là nó phải giòn như vậy nha. Nhiệt nó đúng thì nó bánh nó không có quá vàng ha, mà nó cũng không có quá trắng. Ở ngoài giòn, ở trong dai dai mà ăn nó béo béo á, ăn ghiền lắm các bạn ơi. Con mình là nó ăn liên tục luôn á. Rồi lúc đầu thì nó giòn, nhưng mà một hồi thì nó sẽ hết giòn. Nhưng mà nếu mà mình làm nhiều, mình để dành á, thì các bạn bỏ vô trong cái bịch ni lông á, rồi các bạn cất, các bạn để trong tủ lạnh á, các bạn để cũng được cả tuần á. Thì mỗi lần ăn các bạn hâm microwave lên chừng 10 giây, 15 giây gì đó cho nó vừa mềm tới là các bạn ăn, là lúc này thì ăn thì nó dai với nó béo chứ nó không còn giòn nữa, nhưng mà ăn nó vẫn ngon. Nó vẫn có cái ngon của cái bánh không có giòn. Nó dai vừa phải chứ không phải là quá dai nha các bạn. Đơn giản như vậy thôi, mình nghĩ là chắc ai làm cũng thành công hết ha. Và video của mình đến đây đã hết rồi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Bye bye và hẹn gặp lại video tới.